Thưa quý vị, di chứng hậu COVID-19 kéo dài gây nhiều ảnh hưởng đến đời sống con người, nhất là các đối tượng lao động ngoại tỉnh. Vì vậy, Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng tới mục tiêu nhiều công nhân tại các khu công nghiệp được điều trị các di chứng của hậu COVID-19 sớm nhất và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Chị Lê Thị Chánh, 28 tuổi, công nhân làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Mabuchimoto Đà Nẵng, thuộc khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu cho biết, chị đã mắc COVID-19 từ giữa tháng 2 năm 2022. Song đến nay, chị vẫn còn di chứng hậu COVID-19 như giảm trí nhớ, lên xuống cầu thang thường hụt hơi, dễ mất ngủ. Theo đó, sức khỏe chỉ còn khoảng 80%. Điều này cũng gây ảnh hưởng đến năng suất làm việc của chị. Để giảm tình trạng trên và nâng cao sức khỏe, thì chị cũng tăng cường thực phẩm dinh dưỡng và dành một tiếng tập thể dục mỗi ngày tại phòng trọ. Trong giờ giải lao trên công ty thì họ thường thực hiện các công tác truyền thông về vấn đề sức khỏe sau hậu COVID, và thêm là thực hiện tốt biện pháp 5K phòng chống dịch để mình cải thiện và thêm tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh. Chị Lê Thị Chánh là một trong số rất nhiều công nhân lao động tại các khu công nghiệp bị ảnh hưởng sức khỏe do những di chứng hậu COVID-19. Theo Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, di chứng hậu COVID-19 không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động mà còn kéo theo năng suất, chất lượng làm việc của công nhân trong doanh nghiệp bị giảm sút, đồng thời tốn kém nhiều chi phí để chữa trị, gặp khó khăn trong đời sống. Nắm bắt được tình trạng trên, công đoàn đã triển khai các hoạt động chăm lo cho người lao động hậu COVID-19. Gần đây nhất là phối hợp với Ban Quản lý và Bệnh viện 199 tổ chức hội thảo tư vấn sức khỏe hậu COVID-19 cho công nhân tại các khu công nghiệp nhằm giúp cho các chủ doanh nghiệp, bộ phận y tế, công đoàn để nắm bắt được các kiến thức cơ bản nhất định về hội chứng hậu COVID-19 và cách điều trị chăm sóc bệnh nhân hậu COVID-19, sau đó về tư vấn trực tiếp hay lập các nhóm Zalo tư vấn online cho người lao động, qua đó nâng cao nhận thức của công nhân về di chứng hậu COVID-19, đồng thời nắm bắt được nhu cầu điều trị của công nhân, người lao động. Và chúng tôi cũng đã liên kết với một số cái đơn vị đối tác để có cái điều kiện tốt hơn để chăm lo cho công nhân lao động. Như Bệnh viện 199 thì chúng tôi sẽ dự kiến sắp tới đây chúng tôi sẽ tổ chức khám 2.000 cho công nhân lao động mà bị ảnh hưởng COVID, khám tư vấn phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ kết hợp với lại các cái đơn vị đối tác như các nhà thuốc để có các cái voucher giảm giá cho công nhân lao động khi mà phải mua các cái sản phẩm để chữa trị cái hậu COVID trong cái hoạt động của tháng công nhân. Theo Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, hiện nay các khu công nghiệp đang thiếu hụt lực lượng lao động do số lượng công nhân mắc COVID-19 khá cao, khoảng 16.000 công nhân lao động, chiếm hơn 30% tổng số công nhân lao động tại các khu công nghiệp, và đa số công nhân đều mắc di chứng hậu COVID-19 kéo dài.